To break the Thanh Thúy ghi điểm như máy, PF Up vào tứ kết cúp bóng truyền Nhật Bản 2023. Trong một ngày hàng công đón chào sự trở lại của ngoại binh Melissa Vandes, PF Up thi đấu tăng hoa và giành quyền vào tứ kết cúp thiên hậu 2023. PF Up bước vào trận đấu vòng 1-8 cúp thiên hậu 2023 gặp Tokyo Satai. Đây là đối thủ vừa đánh bại mèo xanh tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản trước đó đội hình của câu lạc bộ thủ đô sở hữu nhiều ngôi sao đáng chú ý như Lis Van hack Hataya Bam Rangsuk. Cần phải nhắc lại rằng Toyota Satai không phải dạng vừa. Đội bóng này sở hữu chủ công Lisa Van hack Bỉ, cũng như các tuyển thủ đáng chú ý của Nhật Bản Yuri Nabeya và Thái Lan Hataya Bam Rangsuk. Hồi đầu mùa giải, đội bóng này từng đánh bại PFU và họ hiện tại đang xếp thứ 5 với 18 điểm, trong khi Thanh Thúy và đồng đội đang xếp thứ 11 với vỏn vẹn 6 điểm. Trước một đối thủ mạnh, đoàn quân huấn luyện viên Sakamoto nhập cuộc thận trọng. Xét một diễn ra với thế trận rằng co, ăn miếng trả miếng liên tục. Chủ công Melissa Vanes nhận được nhiều bóng ở khu vực bên ngoài cũng như vị trí số 3. Ở những điểm số quyết định, Tokyo sa bỏ lỡ nhiều cơ hội bứt phá. Trong khi đó, các cầu thủ mèo xanh vẫn thi đấu vô cùng kỷ luật. Trần Thị Thanh Thúy chính là người ghi điểm set point, ấn định chiến thắng 25-22 cho PFU. Dẫn trước 1-0, tinh thần thi đấu của các cầu thủ thoải mái hơn. Những pha phối hợp dần có độ chính xác cao. Mặt trận phòng ngự làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Các tay chắn PFU Bluecast kiểm tỏa những mũi nhọn tấn công nguy hiểm bên phía đối thủ. Rất nhiều điểm số trong set 2 của PFU Bluecast đến từ những pha chắn bóng thành công. Thế trận dần trở nên dễ dàng hơn với Thanh Thúy và các đồng đội ở nửa sau set đấu. Họ dần tạo cách biệt an toàn và thắng 25-17, vượt lên dẫn 2-0. Huấn luyện viên Sakamoto rút kinh nghiệm từ những trận đấu trước người hâm mộ không còn chứng kiến những tình huống thay người khó hiểu của vị chiến lược gia Nhật Bản. Tuy nhiên, set 3 chứng kiến sự tỏa sáng của Lis Van Hecht, tuyển thủ quốc gia bị tả sung hữu đột, ghi điểm liên tiếp cho Tokyo Satai. PF Ublukas vẫn không để đánh mất thế trận. Khoảng cách không thực sự an toàn với Tokyo Satai khi Thanh Thúy và các đồng đội nỗ lực bám đuổi phía sau. Mặc dù vậy, Lis Van Hecht và Hataya vẫn lên tiếng đúng lúc, mang về thắng lợi quan trọng 25-22 trong set 3 cho đội bóng thủ đô. Bước vào set đấu thứ tư, cả hai đội đều tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng. Thế trận giằng co một lần nữa được thiết lập cho tới những điểm số cuối cùng. Tại đây, các cô gái PFU là những người bản lĩnh hơn. Họ mắc ít lỗi đánh hỏng hơn đối thủ và tận dụng triệt để các tình huống tấn công sau vạch 3 mét của Thanh Thúy và Melissa Vandes. Trung cuộc, PFU Cast giành chiến thắng 3-1 trước Tokyo Satai để giành vé vào tứ kết Cúp Thiên Hậu 2023. Trần Thị Thanh Thúy rực sáng với 27 điểm ghi được trong trận đấu này mèo xanh sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch giải đấu NEC Rockets tại tứ kết. Đây được dự đoán là trận đấu khó khăn với PFU. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có quyền hy vọng vào một kết quả tốt với việc các trụ cột trở lại. Theo thống kê, Thanh Thúy vẫn là cầu thủ ghi điểm số 1 của PFU ở trận đấu này khi ghi tới 27 điểm, trong đó có 26 điểm tấn công và một điểm block. Thậm chí, nếu truyền hai của PFU chuẩn xác hơn với những đường truyền không quá sát lưới thì Thanh Thúy đã có thể ghi nhiều điểm hơn nữa với những cú đập 3 mét mà không dính lỗi dẫm vạch. Dẫu sao, chiến thắng ấn tượng này đã giúp Lucas giành quyền vào tứ kết cúp thiên hậu Nhật Bản năm 2023. Đối thủ kế tiếp của 4T và đồng đội là NEC Red Rockets, đội bóng đang là đương kim vô địch V-League 1 cũng như cúp thiên hậu. Ở V-League 1 mùa này, NEC Red Rockets đang đứng thứ tư với 20 điểm. Dù đối thủ rất mạnh, nhưng nếu tiếp tục duy trì phong độ như thế này, Thanh Thúy và đồng đội hoàn toàn có cơ hội gây bất ngờ. Đây là mùa thứ tư liên tiếp, PFU lọt vào tứ kết Cúp Thiên Hậu. Đặc biệt, Mèo Xanh từng giành huy chương đồng tại Cúp Thiên Hậu 2021. Mèo Xanh sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch giải đấu, NEC Rockets tại tứ kết. Đây được dự đoán là trận đấu khó khăn với PFU. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có quyền hy vọng vào một kết quả tốt với việc các trụ cột trở lại.